Dạng sáng nay mùng 10 tháng 12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu chợ Rồng Găng ở thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, khiến hai vợ chồng tử vong. Theo những người chứng kiến, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm dãy 7 căn kiosk của khu chợ này. Công an huyện cùng lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không lâu sau đó, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên lúc này, 5 kiosk bị cháy rụi hoàn toàn, 2 kiosk khác bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 700 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, vụ cháy còn khiến hai vợ chồng chị Dương Thị Thủy tử vong. Họ là tiểu thương kinh doanh trong chợ mới được vài tháng nay và thường xuyên ngủ qua đêm tại kiosk.